cùng Magic khám phá cách lắp đặt và sử dụng đơn giản của nồi lẩu hấp AC281 nhé. Cách lắp đơn giản lắm luôn. Đầu tiên là đế nấu. Sau khi đặt xuống bàn và cố định, hãy lắp nồi cho khớp với đế và đổ nước vào bên trong, lần lượt cho thực phẩm cần nấu hầm vào trong lòng nồi, sau đó lắp khay hấp lên trên, tiếp tục đặt thực phẩm lên khay cho kín là được. Đóng nắp lại và vặn đúng điều khiển để chọn mức nhiệt phù hợp với món ăn. Món ăn được hấp chín nhanh chóng, giữ trọn vị ngọt ngon và dinh dưỡng. Tada, sau vài phút đã có thể thưởng thức món ngon nóng hổi nhờ nồi lẩu hấp đa năng AC281. Tại sao phải sắm ngay một chiếc nồi hấp lẩu đa năng AC281 của nhà Magic? Vì em nó siêu đáng tiền. Bữa cơm gia đình sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi mà các món ăn phong phú, thơm ngon nóng hổi, không còn bị gián đoạn bởi quá trình nấu nữa. Với thiết kế 2 tầng độc đáo, sản phẩm trở nên tiện lợi hơn bao giờ hết khi tầng trên dùng để hấp, tầng dưới có thể nấu luôn. Vừa có gà có cá ngọt thịt, vừa hầm súp nấu cháo, ăn lẩu, cho phép nấu nhiều món ăn khác nhau cùng một lúc. Quá đã. Chưa hết, sản phẩm càng tiện ích hơn khi nhà có tiệc bởi công suất 2000W mạnh mẽ kết hợp cùng mâm nhiệt rộng 20cm sẽ đẩy nhanh quá trình làm nóng và gia nhiệt vượt trội hơn hẳn so với các sản phẩm thông thường. Tuy vậy, nhưng khi hạ tiệc, nhiệt của nồi lại nhanh chóng phân tán ra xung quanh nhờ thiết kế ngay dưới đáy nồi. Điều này không chỉ làm giảm thời gian nấu nướng, mà còn giúp bảo vệ động cơ khỏi quá nhiệt, từ đó kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Rất xứng đáng để xuống ví và sở hữu ngay nồi hấp lẩu đa năng AC281 của Magic. Mua nồi lẩu hấp đa năng thì có hấp chuyên sâu được nhiều món khác nhau không? Câu trả lời là có nhé, nên các mom đừng lo. Với giải nhiệt rộng được lập trình trên sản phẩm, nồi lẩu hấp đa năng AC281 có thể hô biến nhiều món ngon khác nhau đòi hỏi nhiều mức nhiệt khác nhau. Ví dụ như bánh bao và há cảo, chỉ cần sơ túc trước ở mức 40-50 độ C, sau đó mới cho bánh vào hấp tiếp 5-10 phút, bánh sẽ mềm, thơm, thưởng thức nóng hổi. Còn rau củ, nếu đã cắt nhỏ chỉ cần chọn mức nhiệt cao nhất là 100 độ C nấu trong 20 phút. Thịt sắc nhỏ và cá cỡ vừa không cần hấp quá lâu dễ mất chất, chỉ cần 7-8 phút hấp tiếp từ lúc nước sôi là dùng được. Ngoài ra, núm vặn là núm cơ dễ điều chỉnh da giảm theo công thức bằng cách di chuyển từ trái qua phải để điều chỉnh mức nhiệt từ thấp đến cao. Hơn thế, núm vặn bằng cơ cũng có độ bền cao giúp kéo dài tuổi thọ sản phẩm. Như vậy, cho dù là một sản phẩm đa năng nhưng nồi lẩu hấp AC281 vẫn có thể thực hiện hấp chuyên sâu, mang đến các món ăn ngon miệng, tốt cho sức khỏe.